xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba điều tra tổng điều tra dân số và nhà ở. Thì tôi đang phụ trách địa bàn toàn đồng bào dân tộc Thái và địa hình là bây giờ thế này nhé. Để theo chân tôi đi xem nhé. Phương tiện đi một con Sirius đời 21. Ở đây cung đường. Dân số nhà mà phải đi đường rừng thế này đây. Và lưu ý trước khi tôi đi là đến cái đoạn này là đã là đi được khoảng độ 2 cây số rồi, tính từ trung tâm xã là đến 3 cây số rồi. Leo trèo đây là cột điện nằm trong rừng keo đây, điện lưới quốc gia đây. Độ dốc ở đây thì cực kỳ cao nhá, không dưới 10% nhá. Đường ngày xưa cái khu nó có cái keo này. Đây, đã nhìn thấy ngôi nhà này. Một hồ đang ở đây. Dừng xe chỗ nào đây, không có chỗ mà để xe này. Đây rồi, nhìn thấy người nhà đây. Thấy người nhà đang chăn bò, hai con bò đây. Bây giờ tôi sẽ vào phỏng vấn nhé, vào phỏng vấn gia đình nhé. Vào phỏng vấn nhà này thì tôi sẽ quay màn hình đấy, cũng có quá trình để mà bộ đâu đây. Không phỏng vấn bằng tiếng Kinh nhá, tiếng phổ thông nhá, chỉ phỏng vấn bằng tiếng Thái thôi. Nhớ là mình chủ hồ với tên tôi nào? Vi Văn Quang. Vi Văn Quang, đường số 29. Hiện tại không biết sống nhân khẩu sống không biết rồi này. Đây tên tôi à? Lâm Thị Hồng. À, ngoài xong có biết là sẽ có mấy bữa rồi chung được không? Mấy cái bữa là sẽ mấy chuyện mấy cái gần nó đầy hốc bướn rồi. Mấy cái chủ năm hốc rồi. Mấy ông bà mình hốc rồi. Rồi xong có biết rồi chứ. Ai biết tôi? Tôi nghe xây. Xây đang xây cái bữa này. Đó thì cái trung tâm thì có mấy bữa mấy tổ rồi học đấy là nào. Mấy bữa nó cầm nó biển đó không? Của mẹ tôi tính khỏe mạnh đấy ạ. Tính là này. Mình hiện tại mình sống của mẹ là mình ai quang mình vẫn đặt chủ hồ. Sống của mẹ mình dù chung hồ cầu mẹ thôi. Ai quang sẽ xính tí tôi bấn tôi. 82 188. Ai quang này à, học mấy lớp tuần rồi? Lớp 3. Ai quang chết thì hồ đọc của tem không? Hồ tem. Đây xính bốn tuần, tí tuần. 14 tháng 4 1991. Mới vào ban đó chị ơi à? Cháu hồi. Vào ban mái này. Đây không mấy đất cơm đúng không? Mấy bằng cấp 6 nha. Cái này xoay cái phòng lắm, 6 phòng này. 6 phòng lắm. Anh nắm đây diện tích hơn không? Phòng kia nó kia chục mét vuông không? Chắc vuông ạ. Đúng. Đúng quang này. Cái này cái vuông vuông này nọ. Lỗ 2 mét này. 2 mét là xếp, xếp muộn lắm. Xếp muộn lắm, chắc lỗ là xếp muộn. Đó là xếp muộn á, bằng lỗ đi.
Nó nữa khoảng 7 mét 80, khoảng 90 mét vuông. Thì ta xây, xây tí đó nọ, chứ mà nó ngoài tí đó nọ. Cái cái mình là 218. Đọc số điện thoại anh. Không, 3. Rồi. Lớn đọc xéo số, số có 1 đó mấy? Có 1, 6, 3, 6 rồi. Có 1, 3, 8 rồi. 4, 5, 0. Rồi, sẽ thấy số có 1, 6 mới chết ai lắm rồi. 0, 3, 3, 6 0, 3, 8, 4, 5, 0. Rồi. Đã cái này ghi tí là phải làm lắm. Đẹp tí đó. Đấy, cực khó khăn đây này. Đây bác Hàm kiểm tra đó bà chị. Vâng. Mình tài cửa. Vâng, cái tài khớt. Cái tài nguồn. Vinh, Vinh thì đây khám cho bạn này. Vinh thì tạch. Con ốc tận Hà Nội này, viện Phú Sàn này. Này, xong rồi phỏng vấn hả? À, như vậy là tôi đã phỏng vấn xong một hồ nhé. Hồ này là hồ chữa toàn bộ nên dề, ngắn gọn. Giờ thì chuyển sang hồ khác, nhưng mà tôi sẽ không quay nữa. Nhiều cái tôi sẽ kể những cái hạn chế khó khăn cho mọi người xem nhé. Như vậy thì tôi đã phỏng vấn xong một hồ nhá. Hồ này là cùng vì là phiếu toàn bộ nên dễ, rất nhanh gọn, giải nhanh thẳng gọn. Chứ còn phiếu mẫu sẽ phức tạp hơn, dài hơn thì mọi người đã biết rồi đó. Bây giờ sẽ tiếp tục hành trình, mà khi nào tôi về tôi sẽ mô tả lại những cái vấn đề khó khăn mà gặp qua, mà cũng có khả năng những người khác đi phỏng vấn cũng sẽ gặp phải. Bây giờ tiếp tục hành trình nhá. Một con đường rừng dài thăng tiến lên dốc 10%, rừng keo bát ngàn, rừng xăng lề nhiều, nhưng mà đường đó thì khó đi lắm. Trời ơi, leo đi có khả năng bổ được rất cao. Xem một, tìm xem cái lối đi. Thấy một nóc nhà rồi, từ đây nóc nhà bên kia nghe chỗ sủa rập ran rồi, bảo còn có hai nóc. Bây giờ tìm lối đi. Ôi giời, vừa cầm điện thoại vừa lái xe về số 1, lên xem là có bị bổ không ạ. Như đã hẹn, khi chiều thì bây giờ mình sẽ trở lại với mọi người là sẽ nói qua những cái khó khăn gặp phải trong quá trình đi phỏng vấn hộ. Chiều hôm nay thì mình không đi làm, nói đúng ra là không đi làm nhiều, mình chỉ làm được đúng 2 hộ, bởi vì cục cưng của mình đấy hôm nay là bị mệt ốm, mình phải về sớm hơn. Thì trong cái quá trình đi làm thì chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn như sau. Thứ nhất, đối với các hộ dân, những cái trường hợp mà hộ dân họ thuần nông thì những cái thông tin lý lịch về từng thành viên trong gia đình, bao gồm ngày tháng năm sinh rồi trình độ học vấn, thì hầu hết là họ gần như không nhớ. Cho nên trong cái quá trình khai thác thông tin từ những cái hộ gia đình cung cấp thông tin cho ta là rất khó khăn và rất mất thời gian. Vì vậy để khắc phục được cái hạn chế này thì khi đến từng hộ, mình sẽ đề nghị với gia đình là cố gắng đưa hộ khẩu ra. Khi nào mình hỏi đến những thông tin thành viên nào, họ tên, tháng sinh, năm sinh, rồi thậm chí là trình độ học vấn, thì lúc đó họ sẽ tra cứu trong hộ khẩu thì sẽ nhanh hơn. Và thứ hai là về hỏi về trình độ học vấn thì nhiều người cũng sẽ khó nhớ là rằng là bố mình hay mẹ mình, ông bà mình là học hết lớp mấy, ở những năm nào, thì lúc đó mình có thể bằng cái trực quan đi, trực quan với khả năng phán đoán thì mình sẽ đoán được rằng là với căn cứ vào năm sinh, những cái ông bà sinh tầm năm 1932, năm 36, 40 là những cái ông bà thời trước kia, thì ta sẽ hỏi rằng là ông bà có biết đọc biết viết không,
Khi đó nếu trường hợp mà biết đọc biết viết hoặc là không biết đọc biết viết thì ta sử dụng phương pháp nổi suy, là suy ra ngày xưa cũng từng đi học. Mà ngày xưa thì học không, học mà không làm quan, không phải nghỉ hưu thì chỉ có là học hết tiểu học, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đấy. Đó là cách nổi suy. Thứ hai, đối với những cái trường hợp những cái hồ mà nằm trong phiếu mẫu thì hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, đặc biệt là hỏi về cái nghề nghiệp, và chi tiết hơn là hỏi về cái thời gian trong 7 ngày, trong phạm vi 7 ngày hoặc thời gian trước khi nghỉ thì làm những việc gì để tạo thu nhập cho gia đình. Mà ở miền núi ta thì có một cái đặc điểm như thế này. Người dân là thuần nông, thứ nhất. Thứ hai là cái nền sản xuất, cái kinh tế là họ chưa chuyên môn hóa, gọi là chưa chuyên môn hóa. Vì vậy là có thể hôm nay đi làm ruộng, ngày mai đi phát cỏ keo thuê, ngày kia thì đi thuê chặt mía. Thì những cái trường hợp đấy thì có thể được ta là cũng dễ dàng nhận ra là đi thuê chặt mía này hoặc đi phát cỏ keo chẳng hạn, là ta dễ dàng là biết được họ đi làm thuê để mà tạo thu nhập cho bản thân. Tuy nhiên nếu mà họ nói rằng làm ruộng thì họ nhầm tưởng rằng như thế là không phải đi làm ruộng cho gia đình chẳng hạn, thì họ sẽ đánh giá rằng đó không phải là một việc làm tạo thu nhập cho gia đình, cho bản thân. Vì vậy là họ sẽ nói là không làm chi cả, chỉ có đi làm ruộng thôi. Tuy nhiên thì những cái trường hợp này, nếu làm ruộng ta có thể quy vào hỏi là đi làm ruộng hay là ở nhà có chăn nuôi gia súc gia cầm không, thì lúc đấy ta cũng sẽ quy vào là cái việc tạo thu nhập cho gia đình và sản xuất nông nghiệp. Đó là cái vướng mắc thứ hai, thì chúng ta cũng sẽ nhanh trí cái chỗ đó để xử lý. Còn cái khó khăn thứ ba là khó khăn gì nữa không thầy? Thôi tạm thời quên, bữa sau nếu mà đi làm lại vướng mắc phải, mình sẽ báo lại các bạn để chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Cũng không còn lâu nữa, thời gian chỉ còn khoảng 16 ngày là kết thúc đợt điều tra, thì chúc mọi người là sẽ đẩy nhanh được tiến độ và đảm bảo tính chính xác, khách quan để đưa đến một cái kết quả điều tra chính xác nhất. Xin chào.